Trong khi tỷ lệ nhiễm COVID-19 mới hiện đang giảm ở một số quốc gia, thì ở những quốc gia khác vẫn tiếp tục vật lộn với sự lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2. Với nguồn cung còn thiếu hụt, nhiều quốc gia sẽ không có vaccine để tiêm chủng trong vài năm tới. Vì thế, việc tìm ra loại thuốc viên uống điều trị bệnh này là một vấn đề cấp bách. Hãng dược phẩm Pfizer và các đối thủ như ông lớn Merck có trụ sở tại Mỹ và công ty dược phẩm Thụy Sĩ Roche Holding AG đang cùng chạy đua để sản xuất và cung cấp ra thị trường viên thuốc kháng virus SARS-CoV-2 đầu tiên để người bệnh có thể uống khi có dấu hiệu sớm của bệnh. Mục tiêu của các hãng là với viên thuốc này sẽ giúp những người mới bị nhiễm virus SARS-CoV-2 tránh bị bệnh nặng và phải nhập viện. Nếu như vaccine chỉ cần kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể, thì thuốc kháng virus phải ngăn chặn virus lây lan khắp cơ thể, đồng thời đủ chọn lọc để không làm ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh. Các nhà khoa học và hóa học hàng đầu của hãng Pfizer đã ngày đêm tìm kiếm các hợp chất, cuối cùng đã nhanh chóng xác định được một ứng cử viên cho thuốc điều trị COVID-19 đầy triển vọng. Nhưng hơn một năm sau, Pfizer vẫn chưa bắt tay vào thử nghiệm quy mô lớn trên người đối với phương pháp điều trị COVID-19 qua đường uống mà họ chỉ đang hy vọng sẽ bắt đầu thử nghiệm vào tháng 7 tới. Ông Albert Bolla, giám đốc điều hành của Pfizer. Việc thử nghiệm thuốc kháng virus cũng rất khó khăn. Một loại thuốc cần sớm được đưa vào điều trị trong quá trình nhiễm bệnh, có nghĩa là phải tìm những người tham gia thử nghiệm mới nhiễm virus COVID-19. Nhiều người mới bị nhiễm virus chỉ phát hiện các triệu chứng nhẹ, nhưng các nghiên cứu lại cần chứng minh rằng một loại thuốc có tác động đáng kể đến sức khỏe bệnh nhân. Từ tháng 1 năm 2020, các nhà khoa học và hóa học của Pfizer bắt đầu tìm kiếm một phương pháp điều trị kháng virus. Họ nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu một hợp chất từ năm 2003 khi công ty tìm kiếm phương pháp điều trị cho đại dịch SARS toàn cầu đầu tiên. Hợp chất này là một nhóm chất ức chế protease được thiết kế để ngăn chặn một loại enzyme quan trọng cần thiết cho khả năng nhân lên của virus SARS-CoV-2. Các loại thuốc tương tự được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm virus khác như HIV và viêm gan C. Các nhà khoa học của Pfizer đã sớm gặp phải một trở ngại. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy, ứng cử viên thuốc đã hoạt động chống lại virus SARS-CoV-2 nhưng nồng độ không đủ mạnh để chống lại virus ở người. Tháng 3 năm 2020, các nhà khoa học của Pfizer bắt đầu chế tạo một hợp chất mới có thể hấp thụ qua dạ dày và dùng dưới dạng thuốc viên. Thuốc kháng virus phát triển phức tạp hơn vaccine vì chúng phải nhắm mục tiêu vào virus sau khi nó đã nhân lên bên trong tế bào người mà không làm tổn hại đến các tế bào khỏe mạnh. Các ứng cử viên thuốc điều trị của Pfizer, Merck và Roche sử dụng các cơ chế khác nhau để phá vỡ bộ máy nhân bản của virus. Nhưng các công ty đã chia sẻ những thách thức tương tự trong thử nghiệm. Một là bảo đảm bệnh nhân được uống thuốc ngay sau khi nhiễm COVID-19. Hai là với tỷ lệ tiêm chủng cao ở một số khu vực, các thử nghiệm phải được thực hiện ở các quốc gia nơi COVID-19 vẫn đang gia tăng. Vào tháng 3 năm nay, Pfizer đã bắt đầu thử nghiệm giai đoạn đầu trên người ở Mỹ về phương pháp điều trị COVID-19 bằng đường uống, được gọi là PF0732132. Ứng cử viên thuốc kháng virus của Merck mang tên Monupiravir gần đây đã có một bước thụt lùi. Vào tháng trước, công ty cho biết sẽ không tiếp tục sử dụng nó cho bệnh nhân nằm viện. Nhưng Merck cho biết họ đang chuyển loại thuốc này vào các thử nghiệm giai đoạn cuối trên một nhóm hẹp bệnh nhân không nhập viện. Roche và đối tác AG cũng đang hạn chế tham gia vào thử nghiệm giai đoạn cuối mới bắt đầu gần đây đối với loại thuốc AT527 cho những bệnh nhân COVID-19 có các triệu chứng dưới 5 ngày. AT cho biết dự kiến sẽ có kết quả thử nghiệm cuối cùng trong năm nay.